Tính đến nay, thị xã Kiến Tường đã huy động 5 đợt tình nguyện viên phục vụ tại bệnh viện dã chiến, mỗi đợt từ 15 đến 20 người, trong đó chủ yếu là đoàn viên thanh niên, công an, quân sự và nhất là cán bộ viên chức các cơ quan đơn vị đã không quản ngại khó khăn vất vả, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm rất cao, phối hợp cùng lực lượng y bác sĩ hỗ trợ chăm sóc phục vụ các bệnh nhân F0. Hàng ngày, các tình nguyện viên được chia thành các tổ, tổ phun xịt khử khuẩn, tổ phân phát nước uống đóng chai, tổ phát cơm hộp và tổ thu gom rác thải, vận chuyển các nhu yếu phẩm và thuốc men từ người nhà gửi cho bệnh nhân. Lượng bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến khá đông, do đó công việc hàng ngày của các tình nguyện viên khá vất vả. Một số tình nguyện viên đã trở thành F0 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, với tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, các tình nguyện viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Anh em thì cũng cố gắng, trách nhiệm của mình phải cố gắng hết mình để mà hoàn thành xong cái nhiệm vụ ngày hôm đó, chứ để không để là dồn ùn ứ qua ngày hôm sau thì công việc khối lượng nó sẽ rất là nhiều hơn nữa. Nghe tin một số rất là nhiều bệnh nhân được xuất viện thì anh em cảm thấy rất là vui mừng, thì qua đó là thấy cũng mình cũng đã góp phần công sức rất là nhiều vô cái việc mà giúp cho bệnh nhân hồi phục nhanh về với gia đình. Có thể nói, những phần việc, những hoạt động ý nghĩa của các tình nguyện viên thị xã Kiến Tường đã thể hiện rõ vai trò xung kích tình nguyện bằng những việc làm thiết thực, góp phần hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Qua đó, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong phòng chống dịch COVID-19, chung sức đồng lòng cùng toàn hệ thống chính trị sớm đẩy lùi dịch bệnh và sớm quay trở lại cuộc sống bình thường mới.